Đây là những gì còn sót lại trong chuồng nuôi bò, vườn tre của gia đình Hồ Sĩ Tưởng ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn sau vụ nổ mìn từ mỏ đá của công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hưng Phúc xảy ra vào trưa ngày 27 tháng 2. Dù nhà ông Tưởng cách mỏ đá khoảng 500 mét, nhưng vẫn bị những tảng đá to văng trúng vào chuồng bò. May mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng khi nhớ lại vụ nổ mìn, ông Tưởng vẫn chưa hết sợ hãi. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Hôm qua vào khoảng là 11 rưỡi á, 11 rưỡi trưa là có như tôi nghe một tiếng nổ đùng đùng, là tự dưng là đá nó sủi vào nhà tôi. Tôi đang làm việc với gia đình chúng tôi, đang sinh hoạt, đang làm việc chung quanh nhà đấy, trong chuồng bò rồi là trong vườn, trong nhà đấy, thì tự dưng là đá nó sủi vào như mưa luôn, trút trút luôn. Chúng tôi cùng hoảng sợ, đôi khi là cùng bỏ chạy ra khỏi khu vực đấy. Nhà nằm gần mỏ đá nhất nên gia đình ông Hồ Văn Long cũng là hộ gia đình chịu thiệt hại nhiều nhất từ vụ nổ mìn này. Mái nhà chính và phần mái tôn phía trước bị đá xuyên thủng. Lo lắng cho sự an toàn tính mạng nên cả gia đình ông Long phải đóng cửa nhà, qua nhà người thân ở tạm. Không riêng gì gia đình ông Tưởng và ông Long mà các hộ dân trồng chè gần mỏ đá cũng rất lo lắng trước việc công ty nổ mìn làm đá văng xuống đồi chè. Nhiều gốc chè bị những tảng đá lớn hất văng, xới tung như một trận bom rội qua. Lá chè đều bị phủ một lớp bụi đá trắng xóa. Ngay cả một cây xoan lớn bên đường cũng bị đá đánh trúng, làm gãy ngang. Vbex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800 6350. Không ngờ là bố là công ty nó nổ mìn đã cho tán tanh đã rồi á. Mà lần hai. Lần một là thơ sơ bột đá cho con chơi đỉnh kem, mà lần hai là tán tanh cho lên. Trên thế nào ý tử là muốn nguyên vào mà nhân được, mà nào mà dẹp cái công ty đi lùi vô cách hai cái thô. Thì dẫn mới mang được án, nhưng mà để tỉnh mạng con người là nhiều cái trọc lắm, dễ mà chạy lắm. Một quá gọi ra đây nó là máy là đi vãng không ở nhà là gọi chạy trong nhà. Còn về phía nhân dân cũng như chính quyền địa phương á, là cái mong muốn, cái yêu cầu làm thế nào đó là về phía công ty của mỏ đá Hưng Phúc là hoàn tất ra là hoàn thiện làm ra về cái chế độ cái bồi thường những cái thiệt hại cho mình gây ra đối với người dân, và cũng đề nghị cấp trên các cấp có thẩm quyền thì kiểm tra lại các cái hoạt động về khai thác khoáng sản này, đảm bảo rằng an toàn lao động cho công ty nói riêng mà cho công dân của xã Cẩm Sơn là trên địa bàn là nói chung. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Anh Sơn, công ty Hưng Phúc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác mỏ đá tại xã Cẩm Sơn từ năm 2013 với diện tích mỏ là gần 8,2 ha. Thời hạn khai thác là 20 năm. Vào năm 2017-2018, Đoàn Kiểm tra Liên ngành tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu công ty Hưng Phúc khắc phục một số sai phạm tồn tại liên quan đến việc khai thác vận hành mỏ đá ở xã Cẩm Sơn. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn đã yêu cầu các phòng ban, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Sơn vào cuộc kiểm tra vụ nổ mìn tại mỏ đá của công ty Hưng Phúc làm thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.